Trong hai ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 10, Hải đoàn 42 vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đã tổ chức chương trình Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân. Đây là lần thứ hai đơn vị tổ chức trên địa bàn ven biển Cà Mau với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực hướng đến mục tiêu chung tay vì chủ quyền biển đảo. Điểm nổi bật trong chương trình lần này là đơn vị đã tập trung tuyên truyền đến người dân về những tác hại của việc khai thác hải sản bất hợp pháp, tiêu chuẩn chế độ chính sách khi tham gia thực hiện nhiệm vụ về huy động nhân lực tàu thuyền dân sự, phối hợp cùng với các lực lượng chức năng đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Cùng với đó, Hải đoàn 42 và địa phương đã tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân, trao 80 suất quà tặng các gia đình chính sách, ngư dân nghèo, tổ chức cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, kết hợp tặng 64 suất học bổng và 5 xe đạp cho học sinh nghèo khó, học giỏi.